Chào tất cả anh em. Em lại giới thiệu đến anh em một con đồng hồ nhôm nguyên khối nữa, có thể nói là rất là đẹp. Con này thì nhìn ở ngoài nó đẹp lắm luôn, tại vì nó tất cả những cái phần ốp của nó đều được làm bằng nhôm mạ vàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái lền ở phía bên trong nó cũng được mạ vàng, và nó có những cái đường kẻ chỉ rất là đẹp và nhìn nó rất là óng ánh. Con này thì lên hình thì nhìn nó vậy thôi chứ ở ngoài nhìn nó đẹp lắm các bạn. Cái lớp này là lớp kính rất là trong, đồng hồ phía bên trong là cái giờ la mã rất là đẹp. Hai cái phần ốp ở phía bên trong nó cũng đều được làm bằng gỗ luôn. Con đồng hồ có thể nói là rất là bắt mắt, nhìn rất là đẹp. Này là cái phía đằng sau này, nó sử dụng cái lăng châm để hút. Đấy. Nó sử dụng một cỗ máy rất là lớn. Tất cả phía bên trong cũng đều được làm bằng nhôm hết nha các bác. Con này thì nhôm nguyên khối hết nên nó rất là đẹp. Chung con này đẹp lắm rồi. Ở ngoài nhìn nó đẹp và sang trọng. Này mà những nhà bác nào mà có nhà nó hiện đại một chút là trưng bày nhìn rất là phê. Để trên cái tủ hoặc là trên cái bàn làm việc. Ở ngoài những cái đường chỉ này rất là cưng, nhìn rất là đẹp. Phải quay gần lại cho các bác thấy. Chung ở ngoài nhìn nó đẹp, nhìn vào cái phía bên trong nhìn thực sự là rất là ấn tượng, đẹp lắm luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha.